Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự lễ đón nhận nông thôn mới tại xã Đặng Lễ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà giáo dân nhân lễ Giáng sinh. Hợp tác xã nông nghiệp quyết tiến mở rộng trồng vài u trứng và bao tiêu nông sản cho người dân. Xã Đại Đồng xử lý cơ bản các trường hợp vi phạm kế hoạch 93. Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 25,8 kg pháo độ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2011-2017, dân đặng lễ đã huy động được hơn 51 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhân dân và người con xa quê tham gia đóng góp ủng hộ gần 13 tỷ đồng. Đến nay cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được cải tạo, nâng cấp đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, đời sống dân sinh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương kết quả Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đặng Lễ đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí khẳng định, xã Đặng Lễ là địa phương có bề dày lịch sử, có truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học. Thời gian tới, Đảng bộ chính quyền nhân dân xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng việc chuyển đổi phải phù hợp với thổ nhưỡng địa phương trình độ sản xuất của người dân và gắn với thị trường phát triển các mô hình liên kết giữa người dân với doanh nghiệp chú trọng sản xuất sạch bảo đảm an toàn thực phẩm phát huy lợi thế về vị trí địa lý giao thông để mạnh phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ nâng cao thu nhập cho người dân giảm nghèo nhanh và bền vững phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan nông thôn quan tâm tới đào tạo nghề cho lao động nông thôn chăm lo sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội xây dựng đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã tặng hoa chúc mừng và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đảng bộ chính quyền và nhân dân xã đạt lễ. Vừa qua, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã đến thăm tặng quà, chúc mừng các chức sắc công giáo tiêu biểu nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã đến thăm chúc mừng bà con giáo dân giáo sứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử và giáo sứ thành phố Hương Yên. Tại các nơi đến thăm, đồng chí chúc các chức sắc công giáo cùng bà con giáo dân đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc, mong muốn trong thời gian tới các vị chức sắc công giáo tiếp tục có những đóng góp đối với địa phương tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh Nhân dịp lễ Giáng sinh, ngày 20 tháng 12, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, thăm, tặng quà và chúc mừng các linh mục giáo dân giáo sứ Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các linh mục và bà con giáo dân, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vươn lên của giáo sứ, đã góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới các linh mục và bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo thể hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đồng thuận chung tay góp sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp vừa qua lãnh đạo huyện Quai Châu đã tổ chức đi thăm hỏi tặng quà chúc mừng các giáo sứ trên địa bàn nhân dịp lễ Noel năm 2018 đoàn đã đến chúc mừng giáo sứ Hàm Tài xã Hàm Tử và giáo sứ An Vĩ xã An Vĩ, giáo sứ Trung Châu xã Đông Kết, giáo sứ Sài Quất xã Thành Công. Tại các nơi đến, huyện tặng 20 xuất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo huyện Khoai Châu nhằm kịp thời động viên các giáo sứ và bà con giáo dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đoàn chúc bà con giáo dân giáo sứ trên địa bàn huyện đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Vừa qua, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Tỉnh đã tổ chức tham quan mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Duyên Linh, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Duyên Linh là một trong năm mô hình điểm được Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Tỉnh xây dựng từ tháng 7 năm 2018. Câu lạc bộ có sự tham gia của hơn 50 thành viên với số vốn huy động là 100 triệu đồng. Câu lạc bộ đã cho nhiều thành viên vay vốn để phát triển kinh tế, chăm sóc người cao tuổi, người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời mô hình đã tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Chuyến tham quan là dịp để người cao tuổi các địa phương khác học tập, từng bước nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù mới thành lập, nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến có trụ sở tại thôn Ba Đông, xã Phan, Sào Nam, huyện Phù Cử đã hoạt động hiệu quả, có phần mở rộng và phát triển cây vải u trứng, loại cây thêm mạnh của địa phương và bao tiêu nông sản cho người dân. Cây vải u trứng là cây trồng lâu năm của gia đình ông Đoàn Văn Hiểu ở xã Đan Lộc, huyện Ân Thi. Trước đây do chỉ dựa vào kinh nghiệm chăm sóc của bản thân nên năm được mùa, năm mất mùa. Tuy nhiên từ vụ vải năm 2018, ông đã thay đổi cách chăm sóc theo hướng dẫn của quy trình việt gáp, nhờ đó vụ vải có năng suất cao. Thời điểm này, ông Hiểu đang tiến hành cắt tỉa cành và bón phân hữu cư cho cây vải. Trước kia là gia đình tự no thì cái 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 thuốc sâu nhiều khi người mua vào thuốc giả cho nên cái giá trị mình làm và phun ý là sâu không chết thì cây nó cũng không có hiệu quả như vậy thì hiện nay nó được việt gáp chỉ đạo và hướng dẫn và bồi dưỡng thí dụ như là à, lượng phân cho ăn này thế rồi thì phun thuốc thuốc gì là hợp lý của từng loại sâu các từng thời điểm và phải đúng thuốc chúng tôi sẽ nghĩ rằng là cái hiệu quả sẽ cao hơn Hợp tác xã nông nghiệp quyết tiến được thành lập từ tháng 5 năm 2018 với 25 thành viên là các hộ dân trồng vải ở xã Đà Lộc của huyện Ân Thi và xã Phan Xào Nam của huyện Phù Cử. Tháng 6 năm 2018, 10 hecta vải của hợp tác xã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Vụ vải năm 2018, hợp tác xã đã đứng ra tiêu thụ cho người dân được hơn 13 tấn vải với giá trung bình đạt 50.000 đồng 1 kg vải u trứng. Hiện tại, người dân cũng đang mở rộng diện tích trồng vải u trứng. Dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 60 hecta vải cho thu hoạch. Tuy mới thành lập nhưng mà cũng đã học hỏi và rút kinh nghiệm nhiều của những năm trước. là Ngay từ đầu vụ, là Hợp tác xã sẽ cử người trong hội đồng quản trị là tiếp tục đi mở rộng thị trường đấy để chuẩn bị cái ký hợp đồng với các thị trường ví dụ như Hà Nội, Hải Phòng, rồi Hải Dương, Quảng Ninh. Đây là là những nơi mà cái thị trường tiêu thụ lớn thì cái đầu ra là chúng tôi cũng rất yên tâm. Năm nay mùa đông ấm ảnh hưởng đến việc trổ hoa của cây vải, tuy nhiên nhờ nắm được kỹ thuật chăm sóc, thời điểm này các cây vải u trứng ở hợp tác xã Quyết Tiến đã bắt đầu trổ nụ. Với những kết quả đạt được từ vụ phải năm 2018 và sự chủ động của các thành viên hợp tác xã, tin rằng người dân nơi đây sẽ có được mùa phải năm 2019 như ý. Đến thời điểm hiện tại, xã Đại Đồng huyện Phan Lâm đã cơ bản giải quyết hết các trường hợp vi phạm theo kế hoạch số 93A. Toàn xã Đại Đồng có 7 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, 8 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông với tổng diện tích khoảng 700m2, trong đó có 5 trường hợp vi phạm còn tồn tại từ tháng 6 năm 2018. Đến nay đã có 4 công trình vi phạm được giải tỏa tháo dỡ. Trường hợp còn lại của hộ ông Nguyễn Văn Thành, thôn Đình Tổ cũng đã cam kết sẽ tự tháo dỡ xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2018. Hiện xã đang tích cực để mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiên quyết không để xuất hiện các điểm vi phạm mới. Thưa quý vị và các bạn, do chưa xử lý chất thải chăn nuôi một cách triệt để, đã khiến cho môi trường sống ở một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh ta bị ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng trên, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai một số giải pháp. Duy trì nuôi bò thịt từ hơn chục năm nay, với tổng số 20 con bò đã cho gia đình anh Bùi Văn Phương, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thành phố Hương Yên, nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên cũng chính việc chăn nuôi này đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt của gia đình bởi toàn bộ chuồng trại chăn nuôi được xây dựng cạnh nhà ở, thậm chí chung với bếp của gia đình. Chắc chắn 100 trăm là ảnh hưởng. Phần do bây giờ chắc chắn nếu mà tôi cũng cho xuống bể ga, bể ga giữa cái thì sau khi nó chắt nước nó lại uh, ra ra ao ra hồ kia thì là cái đường cống thoát nước tôi là là nó cũng nói chung nói chung nó ảnh hưởng mà ảnh hưởng với tất cả dân hầu như 100 nhà nuôi cả 100. Gần địa điểm trên là khu vực chuồng trại chăn nuôi 16 con bò, 40 con lợn cộng với gần 2.000 con gà cũng được gia đình anh Vũ Quang Đức thôn Kệ Châu 2, xã Vũ Cường, thành phố Hương Yên chăn nuôi trong khu dân cư. Những năm gần đây tỉnh ta đã phát triển mạnh ngành chăn nuôi với tổng số gần 37.000 con bò, trên 600.000 con lợn và trên 8,5 triệu con da cầm. Theo con số thống kê của Phòng Chăn nuôi Sở Đông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tỉnh ta có trên 800 trang trại ra trại chăn nuôi và phần lớn là chăn nuôi trong khu dân cư. Mặc dù các hộ chăn nuôi có xử lý chất thải chăn nuôi bằng việc đào hầm yoga, song do nhiều nguyên nhân khác nhau như tổng đàn vật nuôi vượt so với diện tích của hầm biêu ga nên chất thải xử lý không được triệt đẻ. Một số hộ thu gom phân tươi không đảm bảo hay còn nhiều hộ xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến cho việc chăn nuôi trong khu dân cư hiện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng trên, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ta đã áp dụng nhiều giải pháp. Về lâu dài thì chúng ta vẫn phải đưa các trang trại ra trại ra khỏi khu dân cư. Trong trước mắt thì để khắc phục được cái Đấy, tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên nông thôn ấy, thì uh, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt xử lý thải bằng hầm hệ thống hầm biogas phải đảm bảo theo quy mô đầu con việc sử dụng khí thải cũng phải sử dụng cho đúng lúc đúng cách chứ tránh tình trạng thải khí thải ra ngoài môi trường cách tự nhiên gây hữu nhà kính cái thứ hai chúng phải quan tâm chú trọng đến cái việc uh, các uh, hệ thống sau biogas cùng với đó các trang trại cần đầu tư hệ thống máy tách phân xây bể chứa xây hầm biogas sử dụng đệm lót sinh học, bể lọc, sục khí, vân vân. Đồng thời nâng cao ý thức trong chăn nuôi, xử lý chất thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp sử dụng lao động đều tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên hiện vẫn có hàng chục doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, nợ động tiền bảo hiểm kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Trong đó Hiện có 25 đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm có thời gian từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Đáng chú ý là có một số đơn vị nợ động số tiền bảo hiểm lớn kéo dài như công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Thăng Long nợ gần 2,6 tỷ đồng, công ty cổ phần Inox Hòa Bình trên 17,5 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Su Phát Việt Nam 4,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lâm 4,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong 3,2 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các đơn vị doanh nghiệp cố tình chây ý không thực hiện đúng quy định của luật bảo hiểm. Việc nhắc nhở đôn đốc thu của cơ quan bảo hiểm còn hạn chế, nhất là từ đầu năm 2016 đến nay khi luật bảo hiểm mới có hiệu lực và trao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cho tổ chức công đoàn thì số doanh nghiệp nợ động bảo hiểm ngày càng có chiều hướng tăng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Tính đến tháng 12, ngành giáo dục huyện Ân Thi hoàn thành chỉ tiêu 100% số học sinh tiểu học và trung học cơ sở tham gia bảo hiểm y tế. Để có được kết quả đó là do các trường học trên địa bàn huyện đã triển khai tuyên truyền tới phụ huynh ngay từ đầu năm học thông qua hệ thống tin nhắn và các cuộc họp phụ huynh học sinh. Song song với đó, hàng tuần vào giờ chào cờ các thầy cô giáo trong trường cũng đã phổ biến đến lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với các em học sinh. Phổ biến các quy định và các chế độ được thụ hưởng khi các em học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế sẽ được nhà nước hỗ trợ 60% và chỉ phải đóng 40% giá trị thẻ bảo hiểm. Nhờ việc tuyên truyền hiệu quả và triển khai đồng bộ tính đến tháng 12, toàn huyện Ân Thi có trên 16.900 học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%. Thưa quý vị và các bạn, với đề tài máy đào thóc tự động, hai em Nguyễn Thị Hậu và Phạm Viết Phương học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, huyện Mỹ Hào đã giành giải ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Hậu và Vương cho biết khi thấy bố mẹ vất vả tốn công tốn sức trong việc phơi khô thóc, hai em đã nảy sinh ý định chế tạo máy đào thóc tự động, vận dụng những kiến thức vật lý được học trên lớp cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Thành Nam, hai em đã chế tạo lắp ráp thành công máy đào thóc tự động từ những vật liệu như cảm biến hồng ngoại, mạch điện tử điều khiển hoạt động của motor mạch hạ áp, ắc quy 12V, motor, tấm pin năng lượng mặt trời. Qua quá trình thử nghiệm, máy đào thóc do các em nghiên cứu không chỉ giúp giảm thiểu sức lao động mà còn tận dụng được nguồn năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, máy cũng có thể cải tiến thành máy hút bụi, máy cắt cỏ, máy cào thóc khi trời sắp có mưa. Bọn em phải tìm được các cái vật liệu ở đó rất là khó tìm. Thế là trong những ngày cuối thì bọn em phải đi mua ở chỗ xa ấy, thì các cái mạch thì nó thường hay xảy ra lỗi ấy. đấy là các cái khó khăn mà bọn em phải gặp phải ngày 22 tháng 12 công ty cổ phần Tiên Hưng ở thị trấn Vương huyện Tiên Lữ đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam mừng Giáng sinh mừng những thành tích của cán bộ công nhân viên công ty đã đạt được trong năm 2018 Chương trình văn nghệ gồm những bài hát ca ngợi quê hương đất nước và anh bộ đội cụ hồ như Cung đàn mùa xuân, Hương yên quê tôi, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Tiên Hưng khúc ca tự hào. Tiếp đó là chương trình vinh danh và tặng quà các cựu quân nhân là cán bộ, công nhân đang làm việc tại công ty. Phần cuối là chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng, trong đó giải đặc biệt và giải nhất. Mỗi giải là một TV Sony 40 inch, giải nhì là hai tủ lạnh Samsung. Được biết năm 2018, Công ty cổ phần Tiên Hưng tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt 9 triệu 500 000 đồng một người trên tháng, tăng 900 000 đồng một người trên tháng so với năm 2017. Công ty Điện lực Hương Yên vừa phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo. Đây là lần thứ tư liên tiếp kể từ năm 2014, Công ty Điện lực Hương Yên đã tổ chức hiến máu nhân đạo. Trong đợt hiến máu lần này, toàn công ty có trên 200 tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Kết quả sau khi thực hiện kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đăng ký, đã có 88 đơn vị máu được lấy và đảm bảo các tiêu chuẩn được lấy để phục vụ người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi trường hợp qua đời được đưa đi hỏa táng có hộ khẩu tại Hương Yên sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Đây là nội dung nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hương Yên khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ 7. Nghị quyết được thông qua trên cơ sở tờ trình số 141 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình cá nhân, là thân nhân của người chết, trực tiếp lo việc hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên. Mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một ca hỏa táng. Riêng người chết thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng trên một ca hỏa táng đối với các cơ quan tổ chức trực tiếp lo việc hỏa táng cho người vô gia cư lang thang cơ nhỡ người cao tuổi không nơi nương tựa không có người thân sẽ được hỗ trợ 12 triệu đồng trên một ca hỏa táng Việc ban hành chính sách hỗ trợ này là cần thiết, phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo tinh thần chỉ thị số 05 ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách hỗ trợ hỏa táng của tỉnh ta sẽ có hiệu lực từ năm 2019 thực hiện chiến dịch cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, phòng cảnh sát kinh tế đã đẩy mạnh các biện pháp tăng cường công tác nắm tình hình, nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán và tàng trữ hàng cấm trong dịp Tết. Sau nhiều ngày trinh sát, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12 năm 2018, tại khu vực dốc bái xã Đông Kết huyện Quai Châu, Tổ công tác thuộc đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả hàng cấm và sở hữu trí tuệ, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Tuyên, 19 tuổi, trú tại thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện Khoai Châu và Nguyễn Quốc Triệu, 20 tuổi, trú tại thôn Vân Trì, xã Việt Hòa, huyện Khoai Châu đang có hành vi sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 89E104851 vận chuyển một thùng các tông bên trong có 18 hộp pháo loại pháo giàn 36 quả do Trung Quốc sản xuất. Qua giám định có tổng trọng lượng 25,8 kg. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên, các đối tượng vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá cước 2 triệu đồng từ thị trấn Quai Châu ra khu vực Dốc Bái để giao cho một người đàn ông tên Hùng, nhưng chưa kịp giao thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.